Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn. Mục tiêu đưa ra là hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh theo từng đợt vaccine phân bổ của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vaccine phòng COVID-19 theo các hướng dẫn của Bộ Y tế. Hiện Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 118.900 trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17, trong đó trẻ từ 16 đến 17 tuổi là gần 39.080 trẻ, trẻ từ 12 đến 15 tuổi là 79.830 trẻ. Ngay khi được Bộ Y tế phân bổ vaccine, tỉnh sẽ ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi tùy theo tình hình dịch tại địa phương. Trẻ đi học được tiêm tại trường hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp, đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh đối với trẻ không đi học, tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn do Ủy ban Nhân dân các quyền thị xã thành phố lựa chọn. Trẻ có bệnh nền được tiêm tại Bệnh viện Đa Khoa có chuyên khoa nhi. Riêng các trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện, các đơn vị lập danh sách trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại thời điểm tiêm chủng, kể cả trẻ có địa chỉ cư trú tại tỉnh thành phố khác để tiêm chủng theo quy định hiện hành của Bộ Y tế. Theo kế hoạch tỉnh sẽ tiến hành tiêm mũi 1 cho trẻ trong 3 ngày, dự kiến bắt đầu ngay khi có hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm vét trong vòng 2 ngày. Tiêm mũi 2 trong 5 ngày, sau khi các đối tượng trên đã đủ thời gian khoảng cách giữa hai mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với từng loại vaccine. Loại vaccine sử dụng là vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Vaccine được sử dụng hai liều cơ bản một đối tượng và tiêm cùng loại vaccine.